Xin chào mọi người nha. Đây là ca sở màu sở sáng của em học viên. Là dáng cũ bé và có xanh nhạt nhẹ nhé. Đây em ấy đang vào màu chủ đạo. Mọi người cùng xem ca phun môi siêu mỏng mịn nhé. Đó rồi đấy. Môi dưới đã hoàn thành xong và vào màu rất là mịn. Không tan gì. Đây là ca sửa môi nhé. Lần trước chị ấy đã đến một chỗ khác làm và người ta đã làm bị lem viền này. Những cái chỗ lem viền này sau khi làm xong mình sẽ xử lý sau nhé. Đây, có người ta đi quá viền này, bị lem ra ngoài ấy. Đấy, làm xong rồi mình sẽ xử lý cái phần lem nhé. Màu vàng rất là mịn. Hiện là em đã xin luôn tuyển mẫu cho học viên nâng cao tay nghề nhé. Và khi mọi người đến làm mẫu thì sẽ được làm mực chuẩn và bảo hành như khách hàng nhé. Mình sẽ kết thúc livestream ở đây nha. Chào mọi người ạ.